Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần được phát sóng trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, được đánh giá là cường quốc về xuất khẩu nông sản, Việt Nam có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị dinh dưỡng và thương mại cao. Hiện nông sản nước ta đã có mặt tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ. Rất nhiều sản phẩm xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ như cà phê, gạo, điều, rau quả. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam vẫn chưa đủ điều kiện đưa vào một số thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Vậy vì sao nông sản Việt Nam lại khó xuất khẩu vào những thị trường này? Giải pháp nào để đưa nông sản Việt Nam vào được tất cả các thị trường quốc tế? Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ có câu trả lời cụ thể cho vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Do thiếu chứng chỉ đạt chuẩn quốc tế nên mặc dù được đầu tư khá bài bản từ con giống, sản xuất theo quy trình chuỗi khép kín, nhà máy chế biến hiện đại, nhưng sản phẩm Nghệ Tình của công ty cổ phần Đồng Chiêm vẫn chưa được đưa sang thị trường Ấn Độ và các nước Trung Đông. Bên phía họ thì yêu cầu có thứ nhất là có sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thì cái bước đầu là công ty đã thực hiện được, đó là cái nghệ nguồn gốc rõ ràng, đó là nghệ cái mô. Cái thứ hai yêu cầu là cái nhà xưởng sản xuất theo cái tiêu chuẩn ISO. Thì đây là cái bước mà công ty đang hoàn thiện để cố gắng trong năm tới sẽ đáp ứng được cái yêu cầu của bên phía đối tác. Còn cái thứ ba về cái chính sách rồi các thủ tục hải quan thì có lẽ là năm đầu chúng công ty sẽ thông qua các công ty logistics để làm sao đáp ứng được những cái yêu cầu của phía đối tác. Theo Bộ Công Thương, sản xuất một số mặt hàng nông thủy sản còn manh mún, tự phát dẫn đến có lúc không kiểm soát được nguồn cung dành cho xuất khẩu. Đặc biệt là sản xuất manh mún khiến chất lượng nông thủy sản không đồng đều, khó kiểm soát về an toàn và khó áp dụng các chuẩn mực của thế giới về truy xuất nguồn gốc. Vấn đề an toàn thực phẩm chưa thực sự bền vững nên vẫn còn tình trạng sản phẩm xuất khẩu bị trả về do không đạt tiêu chí về an toàn thực phẩm như thủy sản, gạo và hạt tiêu. Hiện tại, nông sản Việt Nam có 1-5% được cấp chứng nhận chất lượng trong nước và quốc tế, còn lại bị coi là sản phẩm kém chất lượng nên có giá trị thấp, thậm chí bị ép giá khi xuất ra thị trường nước ngoài. Chia sẻ về chất lượng nông sản Việt Nam khi xuất sang thị trường Nga, trưởng văn phòng đại diện trung tâm xuất khẩu tại Nga cho biết, nông sản Việt Nam đã vào được thị trường Nga nhưng số lượng còn hạn chế do chưa đáp ứng được chất lượng từ phía Nga. Có một số công ty ở Việt Nam đang xuất khẩu nông sản thành công vào thị trường Nga, nhưng danh mục công ty này hạn chế vì nhiều công ty Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn của phía Nga. Và đây là một việc quan trọng mà công ty Việt Nam nên tăng cường chất lượng của sản phẩm của mình để có thể tiếp cận thị trường Nga được. Bộ Công Thương nhận định, nhận thức của người dân cũng như của chính phủ các nước về bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và bảo vệ môi trường ngày càng cao, dẫn đến việc áp dụng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng khắt khe, như EC siết chặt mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nông sản nhập khẩu, áp dụng các quy định về đánh bắt thủy sản hợp pháp và sử dụng gỗ nguyên liệu hợp pháp. Nhiều nước ban hành về truy xuất nguồn gốc. Về mặt nông sản là cái mặt hàng mà nước nào cũng bảo hộ, bởi vì nó liên quan đến trực tiếp đời sống của những người nông dân hoặc là những bộ phận mà gọi được gọi yếm thế ở các quốc gia đó. Thì EU cũng là một trong những quốc gia bảo hộ về nông nghiệp rất là nhiều. Họ bảo hộ nông sản thông qua các biện pháp được WTO cho phép, thông qua cái trợ cấp được cho phép đối với mặt hàng nông nghiệp. Cho nên rằng là thứ nhất là họ không mở cửa thị trường nông sản. Thứ hai là cái vấn đề về mặt ngoài cái mặt về mặt của thị trường, họ đưa ra rất là nhiều các biện pháp về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm. Họ đặt ra những cái rào cản về SPF hay là về mặt chất lượng thì sẽ khiến cho là các nước đang phát triển tương đối khó để đáp ứng các mặt quy chuẩn của họ. Thậm chí là một số mặt hàng họ đưa các dư lượng kháng sinh, thuốc trừ sâu là với mức độ gần 0%, có nghĩa rằng là hầu như sẽ không áp dụng những cái mặt hàng đó thì rất là khó trong việc sản xuất. Bộ Công Thương khẳng định Việt Nam đã tham gia sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do. Đây là chiến lược lâu dài để các doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, muốn biết thế giới đến Việt Nam như một cường quốc về nông sản, thì nông sản Việt phải khẳng định được chất lượng ưu việt vượt trội. Nông sản Việt Nam đã xuất khẩu sang 180 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, chất lượng nông sản và quy chế bảo quản sản phẩm là rào cản chính, khiến nông sản Việt Nam chưa thâm nhập sâu vào thị trường khó tính. Phóng sự tiếp theo của chúng tôi sẽ phản ánh cụ thể hơn về vấn đề này. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
Các chuyên gia nhận định, nông sản Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường quốc tế nếu đảm bảo được về chất lượng và được kiểm soát tốt an toàn vệ sinh thực phẩm. Có thể nói rằng là đối với rất nhiều các cái đặc sản nông nghiệp của Việt Nam hiện nay được đánh giá là khá tốt ở trên thị trường. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là người tiêu dùng người ta không hiểu rõ, không biết rõ đó là sản phẩm của Việt Nam và người ta cũng không hiểu hết được những cái đặc tính vượt trội của các cái sản phẩm này. Vì thế có thể nói rằng là bản thân các doanh nghiệp khi xuất khẩu chúng ta cũng đã không có cái cơ hội để nói cái điều đó cho người tiêu dùng được hiểu. Các chuyên gia nhận định nhiều sản phẩm nông sản của Việt Nam sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, tự phát dẫn đến có lúc không kiểm soát được nguồn cung cho xuất khẩu. Nếu chúng ta vẫn duy trì một cái mô hình sản xuất manh mún và mỗi một nhà sản xuất thì có một tiêu chí khác nhau thì chúng ta rất khó để có một cái sản phẩm ổn định ở đầu ra về mặt chất lượng và chúng ta cũng rất khó để có một cái sản lượng với một quy mô đủ lớn, sản lượng đủ lớn để đáp ứng được cái nhu cầu lớn của thị trường thế giới. Chúng ta phải chú ý đến chất lượng. Chất lượng ở đây có nghĩa rằng là chất lượng phải đáp ứng, ví dụ như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản là những thị trường, Úc là những thị trường yêu cầu rất là cao. Không phải hàng nông sản nào cũng vào được, phải nông sản có tiêu chuẩn thì mới vào được. Cho nên là hàng mà nếu mà sản xuất đại trà, chúng ta sản xuất đại trà thứ nhất là ra quy mô rất là lớn mà chất lượng nó lại không được đầu tư tinh khiết thì rất là khó xuất khẩu đi nước khác, chỉ xuất khẩu vào những một thị trường gọi là dễ tính. Mà những thị trường dễ tính thì họ có thể thay đổi thất thường, họ có thể mua và không mua thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ người dân của chúng ta. Theo các chuyên gia, Việt Nam có nhiều tiềm năng để trở thành một cường quốc về xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, do chất lượng nông sản chưa đồng đều, quá trình thu hoạch chưa tuân thủ theo quy trình nên chất lượng nông sản giảm. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp hiện cũng đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề như chưa đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn, tổ chức thị trường kém. Chúng ta thì thường hay du di, thường hay linh hoạt, nhưng mà nói thật, đối với lại các tiêu chuẩn quốc tế, không có du di và không có linh hoạt được. Chỉ có là chúng ta có khi làm rất tốt cái tiêu chuẩn rồi, tuân thủ rất tốt rồi. Nhưng mà ghi nhãn nó thiếu một cái thông số, một cái là lẫm đủ luôn. Tức là có nhiều khi hàng hóa bị trả lại rất là nhiều. Không phải do anh không có tiêu chuẩn, mà do anh sơ xuất, anh xòe xòa quá trong cái việc anh thông tin trên cái nhãn hàng hóa, hoặc là anh quá xòe xòa trong cái chuyện anh ghi chép nhật ký là một cái yêu cầu mà gọi là nghiêm ngặt, người ta yêu cầu anh phải làm như vậy. Các chuyên gia nhận định trong bối cảnh hội nhập, hàng hóa Việt cần thiết phải thể hiện sự cam kết chất lượng đẳng cấp về tiêu chuẩn đối với các đối tác quốc tế. Về những cái doanh nghiệp mà đạt cái chuẩn hội nhập này, cái lợi ích đầu tiên là nó tạo một cái hành lang để doanh nghiệp bước vào trong cái xây dựng, tuân thủ và phát triển, nâng cao cái năng lực của mình về chất lượng, về tiêu chuẩn đó, ngày càng được tín nhiệm hơn với lại các khách hàng quốc tế. Còn đối với lại khách hàng quốc tế đó, thì khi họ có một cái mối quan hệ tin cậy với lại chúng tôi rồi, thì đối với những doanh nghiệp mà đạt cái chuẩn này thì họ hiểu rằng là đây là một cái sự xác nhận rằng những doanh nghiệp này đã xây dựng được tiêu chuẩn và thật sự đang tuân thủ tốt các cái tiêu chuẩn. Như vậy nó cũng thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, trong bối cảnh hiện nay, chỉ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn về chất lượng, đặc biệt là tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, thì nông sản Việt Nam mới tận dụng được các lợi thế về hội nhập kinh tế để mở rộng thị trường và nâng cao giá trị xuất khẩu, xa hơn là phát triển nông nghiệp bền vững và cải thiện đời sống cho người nông dân. Vậy làm thế nào để có thể nâng cao chất lượng nông sản? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Theo các chuyên gia, để nâng cao chất lượng nông sản, người sản xuất phải hiểu biết những dịch hại chính trên cây trồng và biện pháp phòng trừ phù hợp, thực hành sản xuất tốt theo các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến như GAP, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO, HACCP. Những cái khó khăn trước mắt cũng như lâu dài cần phải tiếp tục cải thiện, đó là vẫn là một vấn đề chất lượng và vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng ta vẫn cần phải có những cái sự cải thiện nhiều hơn nữa để có cái sản xuất hàng hóa đồng nhất, ổn định, chất lượng tốt và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đó là cái mà vẫn là một cái chiều hướng phát triển để mà dần dần chúng ta đạt chuẩn không phải chỉ cho hàng xuất
xuất khẩu đi thị trường khó tính, mà cả thị trường bình thường và kể cả cái tiêu thụ nội địa cũng theo cái hướng dần dần đáp ứng chuẩn khu vực và chuẩn thế giới như chúng ta vừa trình bày. Cái thế mạnh của chúng ta là về thế mạnh sản xuất. Thế và khi sản xuất được ấy, thì thực sự là đến cái phần chế biến ấy, thì chúng ta lại là điểm yếu. Thế vì vậy là chúng ta nên tập trung vào cái thế mạnh của chúng ta là những cái loại nông sản, cà phê nói riêng, nông sản nói chung mà mang tính chất là đặc sản, đặc biệt, có gắn với những câu chuyện ví dụ như về là nuôi trồng hữu cơ hoặc là tuân thủ những cái quy trình vân vân, thì nó sẽ tạo cho cái lợi thế hơn là so với câu chuyện xuất khẩu sản phẩm thô hiện tại. Thế nếu mà đi thêm được bước nữa, ví dụ như một số những cái doanh nghiệp họ có thể có được những chứng chỉ cà phê bền vững, hoặc là những cái doanh nghiệp nông sản họ có thêm những cái câu chuyện là ví dụ như là nuôi trồng gắn với cả cộng đồng địa phương chẳng hạn. Thế thì sản phẩm đặc thù vùng miền và gắn với những cái câu chuyện về cộng đồng và xã hội, nó sẽ là cái hướng đi tạo ra cái sự khác biệt cho nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Đặc biệt để đáp ứng các tiêu chí khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm, Việt Nam cần siết chặt quản lý việc sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, hướng tới nghiên cứu và ưu tiên sử dụng các chế phẩm sinh học để bảo vệ thực vật cho giai đoạn cuối trong sản xuất nông sản. Hiệp hội hữu cơ là sẽ phối hợp với chính quyền địa phương là hỗ trợ truyền thông trong quá trình tổ chức sản xuất mà của các hộ á, là ví dụ như là không sử dụng thuốc xịt cỏ mà thay bằng là cho ngỗng ăn cỏ, rồi không sử dụng là phân bón hóa học mà sử dụng là bằng trồng đậu nành hay là đậu rừng gì đó để thay phân bón, không sử dụng là thuốc bảo vệ thực vật để mà trừ rệp sáp nhện đỏ mà thay đó bằng là sử dụng là mẻ hoặc là giấm. Những người trong ngành cũng cho biết, để kiểm soát được chất lượng sản phẩm, chúng ta cần phải xây dựng được vùng nguyên liệu lớn với cơ cấu cây trồng phù hợp, áp dụng công nghệ cao nhằm có được sản phẩm với năng suất ổn định, chất lượng đồng nhất. Thứ nhất là chúng ta phải thiết chặt cái tổ chức sản xuất. Tổ chức sản xuất đây bao gồm là chúng ta phải có những vùng nguyên liệu lớn, chúng ta phải có cơ cấu cái loại rau trái phù hợp. Hai nữa, chúng ta phải cần có những quy trình canh tác để nó sạch, nó an toàn và nâng cao chất lượng. Thứ ba nữa là chúng ta phải có cơ sở, phải có quy trình chế biến, bảo quản, đóng gói, nó đáp ứng được người ta. Lĩnh vực nông nghiệp của chúng ta vẫn là một cái lĩnh vực mà quy mô sản xuất hộ vẫn là chính. Vì vậy, cái việc tái cơ cấu nông nghiệp vẫn là trọng tâm để chúng ta tổ chức liên kết, thu hút doanh nghiệp, liên kết với bà con nông dân, ứng dụng khoa học công nghệ, tạo ra nhiều cái mô hình cánh đồng lớn, không chỉ đối với lúa gạo, mà tất cả những ngành hàng nông sản đều phải phát triển theo cái mô hình liên kết này. Bên cạnh đó, đối với những rào cản kỹ thuật cụ thể của từng thị trường, ngành chức năng cần nghiên cứu đối chiếu với thông lệ quốc tế và tiến hành đàm phán với từng nước, đồng thời phải thông báo kịp thời tới các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản để có thời gian chuẩn bị. Về phía phòng thương mại công nghiệp Việt Nam thì chúng tôi cũng có những cái liên kết cũng như là cũng có những hợp tác để mà hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu để liên kết cái chuỗi xuất khẩu, chuỗi giá trị trong ngành nông nghiệp. Ví dụ như là chúng tôi cũng có kết hợp với cả cái tổ chức thương mại thế giới ITC, hay là kết hợp với cả một số công ty có những cái để phổ cập những cái thông lệ hoặc là những cái áp dụng để làm sao mà cái sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam đạt cái tiêu chuẩn quốc tế. Bây giờ mình làm sao mình phải nâng cái hiểu biết của có thể nói là nông dân nói chung lên, rồi thì là ngay những cán bộ nông nghiệp, những người gọi là quản lý nông nghiệp cũng cần phải hiểu biết và có thể nói là tích cực hơn nữa để tìm hiểu xem là nông nghiệp công nghệ cao nó đòi hỏi cái gì. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp căn cơ trên sẽ giúp ngành nông nghiệp phát triển bền vững và sớm đạt được mục tiêu xuất khẩu trong thời gian tới. Trong chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn về chủ đề này. Còn bây giờ chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.